Về xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở chợ Quảng An vào buổi chiều ngày 1 tháng 1 năm 2022. Người người mua đào, nhà nhà mua đào, quý cô chú anh chị và các bạn về chơi Tết dương lịch. Bông hoa đào rất rất nhiều nụ. Người người. Cô ơi, cô Đào ơi. Thường 200 một cành cô ạ. Thường 200. Dạ. Anh chị cứ chọn đi rồi cô ra luôn. Vâng. Những bông hoa đào rất to. Cô ơi, bán đào cô ơi. Em ơi 200 một cành em ơi. Em bán được chị 200 một cành em ơi. Vâng vâng, cứ 200 một cành. 200 một cành chị ơi. Dạ. Thế, mà. Thế chị cầm mang lại đây chị trả giá. Em thì em là người đi ghi hình thôi. Vâng. Không khí Tết tại thủ đô Hà Nội thôi ạ. Vâng. Vâng, bắt đầu rồi. Dạ. Vâng. Xuân sang rồi. Chị cứ chọn cành nào đẹp cho chị tới gặp chị kia trả giá được. Chị cũng linh động lắm. Dạ. Đâu em đi ghi hình rồi. Và của chị kia. Đấy chị cầm với chị mặc ấy kia kìa. Chị mặc cái áo màu xanh. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả. Khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về thủ đô Hà Nội đón xuân 2022. Những bông đào rất rất đẹp quý cô chú anh chị và các bạn. Nụ đào thì to. Đào Nhật Tân thì là một nét cực kỳ đẹp của thủ đô Hà Nội. Không đào ở đâu mà đẹp bằng đào Nhật Tân. Anh chị mua đào đi ạ. Vâng. Anh chị cứ chọn cành nào xong rồi tới cô kia làm việc giá. Những bông hoa đào rất đẹp quý vị và các bạn. Cực kỳ đẹp. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn năm mới dương lịch tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Không khí nhộn nhịp, ai ai cũng tới chọn đào, ai ai cũng tới mua đào. Những bông đào đỏ thắm quý vị và các bạn. Bông đào rực rỡ. Không khí Tết
Đây quý cô chú anh chị và các bạn. Không khí Tết đến nơi rồi. Tết đến mông rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Những bông đào to. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu thì tới kênh của Việt thì đăng ký kênh cũng như là subscribe để nhận được những video mới nhất về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả. Cành này anh mua bao tiền đấy anh ơi? Cành này và 500. Vâng, em cảm ơn anh. Chúc mừng anh nha, anh chị ăn Tết dương lịch. Cao tầm khoảng 1 mét quý cô chú anh chị và các bạn. 500. Vâng. Gốc thì to. Gốc to gần bằng cổ tay. Chị gái đang đứng ở trên đường để mua đào, rất tuyệt vời. Và những xe hoa cúc cũng đã chuẩn bị bán rồi. Đào to. Không khí Tết đến nơi rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Chị gái này rất nhiệt tình phục vụ khách. Trăm nghìn cảnh. Đây này chị xuống ngay đây này, cái chỗ này này chị ơi. Đấy quý vị và các bạn thấy người Hà Nội yêu đào bằng mọi giá. Kỳ đẹp. Những hình ảnh độc đáo cùng mùa xuân. À, đúng rồi. Tiền nào giá nào cũng bán. Không đúng phải rồi. Tiền nào của ý hết. Rồi, chắc chắn rồi. Và wow. Bông hoa đào. Nụ đào cực to quý cô chú anh chị và các bạn.
vùng hòn đảo rất đẹp. Wow, đẹp quá quý cô chú anh chị và các bạn. Quá đẹp. Quý cô chú anh chị và các bạn, lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Đầu năm nay bán được nhiều chưa anh ơi? À này, vỡ mặt rồi à? Vỡ nào được. Không khí Tết đang là rộn ràng rồi. Những bông hoa đào đây, nụ đào to. Rất rất đông người, quý cô chú anh chị và các bạn. Cực kỳ to. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống không khí Tết dương lịch tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Và hiện tại Việt đang ở chợ Quảng An. Không khí mỗi lúc một nóng rồi. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới. Việt sẽ ghi hình nốt xe đào anh mới bán. Anh mới tới. Cành đào rất tươi. Chú anh bán đắt khách nhá. Và bình thường bao tiền cành anh ơi? 200-250 một cành. Quý cô chú chị và các bạn, những bông đào tươi nguyên vừa ở trong vườn được anh cắt ra. Nhộn nhịp lắm rồi, quý cô chú anh chị và các bạn. Việt đang ở chợ Quảng An. Đây anh chị cũng đã mua được cành đào rồi. Chị vác có được không? Chị vác được sau ấy. À đẹp đó. Chị ơi, cành này chị mua bao tiền đấy? 500 ạ. Em cảm ơn. Năm trăm cành đào to đẹp. Đây là một số những cành hoa mận, quý cô chú anh chị và các bạn. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt.